Người chăm ở Aga theo tín ngưỡng Phật giáo của Việt Nam, họ tuân thủ nghiêm ngặt những giáo điều trong luật đạo. Rõ nét nhất là từng cưới hỏi. Các sự kiện trong lễ cưới của người chăm là lễ đưa rể chứ không phải rước dâu. Đây là một điểm hết sức thú vị, thể hiện bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc này. Kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục hát múa và lễ đưa rể trong đám cưới truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang. Thắm lên trong tim một chàng trai đi chung sáng soi, xanh như trăng soi dòng sông kêu quanh biển hoa. Tình yêu nồng ấm trao người con gái yêu kiều, hương trăng càng đẹp tỏa sáng, sáng soi chân bóng đi đi về cho đời yêu thương bên đâu. Chấm tay nguyện cầu cho một tình yêu mãi đều sáng son, kết duyên trăm năm để cùng nhau đi đến chốn đời. Chúc mừng cặp đôi ngày vui hạnh phúc ước mơ đã thành. Chúc mừng cặp đôi ngày vui hạnh phúc ước mơ đã
thành. Thời gian cũng đã về rất khuya nhưng